Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là ổ chó Phú Quốc con sinh ngày 15 tháng 3, gần được một tháng rồi nha các bạn. Mở mắt, tai lên. Mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn để phân biệt như thế nào là chó Phú Quốc và làm sao để biết được chó Phú Quốc này có đúng hay là không nha. Mọi người xem nha. Để đầu tiên phải phân biệt được thì chú chó Phú Quốc phải có xoáy trên lưng, ta gọi là dải lông mọc ngược nha các bạn. Đây, các bạn xem kỹ nha. Đây, dải lông mọc ngược nha. Đấy, chất lông cứng, có ba loại kiểu lông là lông sát, lông vừa và lông dài. Đây là một dạng lông vừa nha các bạn. Đây là một dạng lông vừa có xoáy rất là dài nha. Đây là xoáy kiếm nha các bạn. Có nhiều dạng xoáy, xoáy đao, xoáy kiếm, xoáy in ngựa. Thì đây là dạng xoáy kiếm, có hai xoáy, hai cái hoa ở trên đây. Cây thì nó đang còn nhỏ cho nên là chú là còn rất là nhỏ nên là nhìn xoáy nó không hình thành ở trên đây, là cái hoa nó không có chưa có to nha. Đây là một chú chó Phú Quốc đực, chú chó Phú Quốc đực 25 ngày tai đã lên cứng đét. Có những con Phú Quốc nhỏ thì có những con mà nó tai phải đến 3-4 tháng nó mới lên, và có những con lỗi thì tai lúc nào nó cũng cục, nhưng chó Phú Quốc thì đúng chuẩn là tai phải dựng nha, tai phải dựng nha các bạn. Lưỡi thì phải có đốm, nhưng mà những chú này thì đang còn nhỏ nên chưa chưa thấy đâu đâu các bạn. Đang còn nhỏ, mới 25 ngày thì chưa thấy đâu. Khoảng chừng 45 ngày thì mới nhìn thấy được ha. Đuôi. Đuôi thì phải đuôi cong. Đuôi cong. Đuôi cong. Bây giờ mình đang cầm cho nên là chú không ấy được. Chân. Chân là phải có màng. Chó Phú Quốc thì chân có màng vì là bơi lội nổi. Nhưng mà bây giờ nhà cháu mình nuôi ở trong đất liền, ít đào bới, ít bơi lội thì cái màng của nó sẽ không nhiều bằng những chú chó hoang dã ngoài đảo nha các bạn. Đây là một chú chó Phú Quốc con rất là đẹp này. Màu vện lửa nha, rất là đẹp, tai dựng rất là khôn. Đặc biệt là săn bắt chó Phú Quốc này, săn bắt rất là tốt, săn bắt rất là tốt nha các bạn. Săn bắt tốt, khôn, nghe lời, cực kỳ quấn chủ nha, tức là chủ đi đâu đi theo đó, dẫn đi chơi, đi ốp, đi cà phê được hết nha các bạn. Một chú chó chó thuần của Việt Nam, chưa được công nhận thuần chủng nhưng mình gọi là thuần của Việt Nam, bởi vì nó không lai tạp ở đâu hết, là phải là chó của Việt Nam và được mệnh danh là một trong tứ đại khuyến vương của Việt Nam nha, quốc khuyến của Việt Nam. Giống như một số các nước người ta có một cái loài chó riêng của Việt Nam, và đây mình Việt Nam mình cũng đang đưa lên để công nhận đây là một giống chó thuần chủng của Việt Nam, đang đưa lên để FCI công nhận thôi chứ còn chưa được công nhận nha. Và anh em mình là đây là chơi theo hình thức đam mê, thấy đẹp và nó là thuần của Việt Nam thì mình nuôi thôi, chứ mình không nói đây là chó Phú Quốc thuần chủng nha các bạn. Chó Phú Quốc mình chưa được công nhận thuần chủng, nên đang đi tìm con đường cho nó thuần chủng thôi. Đây là một chú chó vện ha. Đây, như chú này á, là xoáy in ngựa nha. Xoáy in ngựa thì nó bị rộng ra hai bên. Xoáy nó bị rộng ra hai bên. Đây ha. Xoáy in ngựa vện rất đẹp nha. Tai lên căng đét, mới có 25 ngày. Đây là do cách nuôi mình chăm sóc, mình cho ăn uống, cho chó mẹ ăn uống tốt thì nguồn sữa tốt, đầy đủ canxi thì chó con nó sẽ rất là lên tai rất là nhanh. Còn là nếu như mà mình cho ăn uống không đủ chất hoặc là canxi thiếu, chó mẹ thiếu trong sữa mẹ không tốt thì chó sẽ lên chậm nha. Có thể nuôi 3-4 tháng hoặc có thể sẽ bị lỗi. Đấy. Các bạn xem. Đây là chú chó đực ha.
xoáy dài nha, xoáy rất là dài. Có những chú chó xoáy nó bị lỗi ngắn này, hoặc là rớt xoáy luôn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, đây cũng là một chú chó ha. Chú chó có khuôn mặt rất là đẹp nha. Các bạn xem này, đấy, khuôn mặt rất là đẹp, viền mắt rất là đậm, như là một người kẻ vẽ nha, kẻ vẽ, tai lên căng đét. Đây là chú chó vàng, mà vàng lá khô nha các bạn, vàng lá khô, tức là màu vàng ở trên đầu, ở dưới này là đầu lông đen rất là nhiều. Sau này lớn lên chú sẽ thay, thay vào màu sẽ rất là đẹp theo kiểu là vàng lá khô nha. Đây là một chú chó vàng, vàng, vàng bò nha các bạn. Đây, vàng bò, mặt mũi rất là đẹp nha. Bầy này nhỏ hơn, bầy hồi nãy mình giới thiệu cho các bạn để lớn hơn ha, lớn hơn 25 ngày, còn bầy này đã khoảng 20 ngày thôi, mới 20 ngày. Bắt đầu tai đang chuẩn bị lên ha. Đây, răng này, răng cái chú đang nhú lên này ha. Đấy, lưỡi chưa có thấy đốm, tới khoảng chừng 35 đến 40 ngày thì sẽ thấy đốm ha. Có những chú là lưỡi đen luôn, nhưng mình bầy mình thì không có ha. Đây, chú vện kem, vện kem cái ha. Vện kem cái trung bày, đấy, tai đang bắt đầu lên này ha. Vện kem cái xoáy, xoáy rất là dài đây ha. Các bạn xem nha, xoáy rất là dài, rất là dài đấy. Sau nó lớn một chút xíu nữa các bé này sẽ thay lông, các bé sẽ thay hết cái lông sữa này, sẽ ra cái lông cứng hơn và rất là đẹp, rất là tinh khôn nha các bạn. Nếu mà anh em mình ai yêu quý chó và thích thích chó vô quốc thì liên lạc với mình, bên mình có